Bệnh viện Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận bệnh nhân 41 tuổi, mang thai 32 tuần, đau bụng dữ dội phải nhập viện cấp cứu. Sau khi siêu âm, các bác sĩ xác định thai nhi vẫn nằm trong bọc ối, nhưng điều đặc biệt là bọc ối không nằm trong tử cung mà lại nằm ngoài ổ bụng, nghi do vỡ tử cung. Tại bệnh viện thai phụ được xác định mắc bệnh lý nhau cài răng lược là nguyên nhân khiến tử cung bị thủng. Đáng chú ý, bọc ối chứa thai có thể đã thoát vị nhiều tuần trước khi phát hiện. May mắn là dây rốn vẫn bám chặt vào nhau thai giúp bé duy trì dinh dưỡng dù đã nằm ngoài tử cung vì nhau cài răng lược gây bám dính phức tạp nên bệnh nhân mất gần 4 lít máu các bác sĩ phải bơm bù máu huyết tương trong suốt quá trình phẫu thuật phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết giám đốc bệnh viện Hùng Vương cho biết đây là trường hợp rất hiếm cả mẹ và con đều có nguy cơ gặp nguy hiểm trước tình huống như vậy vai trò của chẩn đoán hình ảnh khi bệnh nhân đến cấp cứu là rất quan trọng giúp đưa ra những quyết định điều trị kịp thời.